Hello, xin chào các anh em nha. Hôm nay mình sẽ cho ra mắt một cái sản phẩm mới bên mình. Sản phẩm này cũng được rất là nhiều anh em trông đợi. Thì hiện tại đang là vào mùa mưa rồi thì các địa hình đánh cu của anh em thì cỏ lên rất là nhiều. Thì đặc biệt là cỏ xanh nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ cho ra mắt một cái sản phẩm mới. Đó, cái bộ giò này là bộ giò cước chuyên đánh cỏ. Đặc biệt là cỏ xanh nha anh em. Thích hợp cho cái mùa mưa này. Chuyên cái bộ giò này chuyên đánh bổi tận này, để mình mở cho anh em xem nhé. Bộ giò này được làm bằng dây siêu bền hết nha anh em. Còn cái cần là nó sẽ là cần cần cước chứ không phải là cáp, và cái thiết kế chân cắm của nó sẽ dài hơn các cái bộ giò cáp thông thường. Đây. Bộ giò này rất là nhạy nha anh em. Đây. Cho anh em xem cho kỹ hơn. Đây. Chân inox nha anh em. Khen đồng nha. Cái cần này là thay thế là thành là cái cần cước. Nó rất là mềm mềm và rất là nhạy. Cái đây là cái dây suốt này cũng được làm màu xanh, dây liên kết cũng màu xanh luôn nha. Và cái dây buộc vào chân inox này cũng là màu xanh luôn. Nói chung là nguyên bản là màu xanh hết. Tại cái bộ giò này là mình thiết kế cho các anh em đánh cái mùa mưa này là đánh vào những cái bãi cỏ xanh, ngụy trang rất là tốt nha, chim bảo đảm mà không thấy luôn. Thì trước đây thì anh em dùng những cái bộ giò cáp kia thì những cái chỗ mà địa hình mà có cỏ thì mình phải dọn, nó rất là tốn công. Thứ nhất, thứ hai là con chim khi mình dọn cỏ ra thì con chim nó rất là dễ thấy. Thì hôm nay cái bộ giò này á là thiết kế chân cắm nó sẽ dài hơn, là chuyên chuyên để đánh cỏ, là mình không cần phải dọn cỏ luôn nha anh em. Mình cắm lên trên mặt cỏ luôn, thì cắm vào đó thì nó cái màu này là màu xanh thì nó lẫn vào trong cỏ luôn, thì chim không thể nào thấy được. Chuyên chuyên đánh những cái con bổi bổi trận nha anh em. Thì cái đây là cái bộ giò cước màu xanh. Thì hôm trước mình cũng có giới thiệu một cái bộ giò cước màu cỏ khô rồi, thì cái đó thì tùy theo cái ý thích của anh em. Còn cái bộ này là bộ cỏ màu xanh. Đây, rất là nhạy anh em. Cái cọng cước rất là mềm, chỉ cần đá là nó bật thôi. Một bộ giò như thế này là 10 chân nha anh em. Hàng này là hàng đặc biệt luôn đó. Đặc biệt dùng cho mùa mưa này. Cái này mình đánh ngoài trống cũng được thôi, nhưng mà nó hiệu quả cao hơn khi mình đánh ở trong cỏ nha anh em. Thì sau đây mình sẽ test thử ở ngoài bãi cỏ cho anh em xem cái độ ngụy trang của nó như thế nào nha. Ok, mình đã cắm thử vài chân test thử cho anh em xem rồi. Tại vì anh em thông cảm, tại vì mình chỉ có một tay nên mình không có thể nào vừa cắm vừa quay phim cho anh em xem được. Thì sau khi mình cắm rồi thì bây giờ mình quay cho anh em xem nha. Cái cự ly máy quay này nó rất là gần, chỉ có độ 30 phân thôi. Mà mình nhìn không, thực sự là mình không thấy gì luôn đó. Thì cái bộ giò này mình đã nói là chuyên dùng đánh trong cỏ, những cái bãi cỏ như thế này thì đánh rất là ok. Chim không thể nào thấy được. Cái phạm vi, cái khoảng cách của máy quay với lại cái mặt đất chỗ giò có giò thì nó rất là gần nha. Máy này thì quay cũng khá là nét đó. Nhưng mà thực sự là không thể nào thấy được luôn. À, mình sẽ cho anh em xem. Thật gần luôn nha anh em. Không thể nào thấy được cái cần cước luôn. Mình chuyển cái góc khác thử cho anh em xem thử như thế nào nha. Rồi đây. Đây là cái bộ giò của mình đang lẫn trong cỏ nha anh em. Để cho mình để thiệt gần vô cho anh em xem thôi. Không thể nào thấy được, rất là cố gắng nhưng mà không thể nào thấy được luôn đó. Đây là cái cọng cước này nha anh em. Đó. Rồi. Còn đây là cái mớ giò còn lại mình chưa cắm này. Nằm đây. Một đống giò nhìn cũng không thể nào thấy được luôn.
Đây. Một chân, hai chân, ba chân, bốn chân, năm chân. Đó. Rồi ok, anh em nào mà thấy cái hàng này mà có thể đạt yêu cầu thì anh em cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên để mua hàng nha. Rồi, cảm ơn anh em.